Ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và nắm tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Nghĩa Hiệp 35 tuổi, ngụ làng Hiếu Nhân, huyện Vũng Liêm, điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo cảnh sát, tháng 6 năm 2019, Hiệp có quan hệ tình cảm với một đàn bà 39 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm. Cả hai đều có gia đình riêng. Những lần đi tâm sự, Hiệp dùng máy quay phim lưu lại cảnh nóng của hai người. Hiệp bị khởi tố để điều tra. Ngày 12 tháng 9, Hiệp không có tiền chi phí đã nảy sinh ý định tống tiền người đàn bà này nên gọi điện đe dọa. Hiệp buộc người này phải đưa cho hắn số tiền 30 triệu đồng nếu không sẽ gửi clip nóng cho chồng nạn nhân. Vì kinh tăng dở gia đình, nạn nhân đưa cho Hiệp số tiền 30 triệu đồng. Ngày 21 tháng 10, cũng với âm mưu trên, Hiệp uy hiếp, buộc nạn nhân đưa thêm số tiền 25 triệu đồng. Người đàn bà này đã kể toàn bộ sự thật cho chồng nghe, sau đó đến công an huyện Vũng Liêm trình báo. Đến chiều cùng ngày, Hiệp đang nhận số tiền 25 triệu đồng của nạn tại thành phố Vũng Liêm thì bị lực lượng công an ngăn nắm quả tang.